Chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha. Mình đang đi bắt nhái nè mọi người. Mình tính hôm qua trời mưa lớn nên hôm nay nhái kêu quá trời luôn. Nên mình tính đi ra đồng kiếm một số nhái với ốc được. Về làm món nào ngon ngon để cho tất cả mọi người cùng ăn nha. Nãy mình ra mình bắt được vài con nè mọi người. Để mình quay cho mọi người cùng xem nha. Nè mọi người, mình nãy giờ mình bắt cũng được mười mấy 20 con vậy nha mọi người. Cũng to to không à. Thôi giờ mời mọi người cùng đi bắt với mình nha. Nè mọi người thấy nhái nằm đó không mọi người? Cũng khá là to. Rồi đi tiếp. Đây nè mọi người, một con nữa nè mọi người. Đây nữa. To luôn á mọi người. Mọi người biết tại sao là mình hay làm clip mà ban đêm không mọi người? Tại vì ban ngày mình đi làm á mọi người. Nhiều lúc tăng ca tới 6 giờ rưỡi, giờ tới nhà là 7 giờ nên cũng không có thời gian nhiều để đi quay clip cho mọi người xem nữa. Nên nhiều clip mình quay đi quay là chỉ bầu ban đêm thôi. Đi bắt ếch, bắt cua đồ. Còn ban ngày là mình đi làm. Ê, ngãi. Dính nè mọi người. Đây con đó mọi người. Ngay cái đèn của mình đó. Cua nè mọi người, nằm trong hang. Rồi, chui rồi. Đây nè mọi người. Ê, nhảy thêm một con nữa. Đây nè mọi người. Đây nè mọi người. Mọi người thấy con biết con này con gì không mọi người? Con ảnh đương á. Chắc ở quê chắc cũng biết. Nhiều lắm mọi người. Thấy nó. Đây nữa không? Con này to hơn con kia. Nhìn nó ghê không mọi người. Rồi tiếp tục bắt tiếp mọi người. Con đó mình ăn cũng được nhưng mà thấy ghê, thấy cái màu nó là mình hết dám ăn. Mình về nè, mình về rồi mọi người ơi.
mình đang đi mà cái đèn mình hết pin, qua nay mẹ mình quên sạc nên đi nửa đường hết pin rồi, cũng được chắc cũng 2-3 lạng nhái với mớ ống bù vàng các bạn. Như đây cũng đủ làm món ăn được rồi nha mọi người. Thôi bây giờ mình vô tiến hành làm nha mọi người. Rồi mình đã làm xong rồi nha mọi người, được mớ nhái nè mọi người. Bây giờ mình nhái đem mình lăn bột mình chiên nha mọi người. Còn ốc nè mọi người mình hấp xả. Rồi bây giờ tiến hành làm nha mọi người. Nó mắm siêu cay nha mọi người. Bữa giờ cũng không ra clip nha mọi người, lo bạn công việc không à. Ngày qua thấy mưa lớn quá nên bữa nay chị ta đồng kiếm món gì ngon ngon về làm cho mọi người cùng ăn của mình. Người ăn nhớ lấy cái răng ốc ra nha mọi người, cái răng ăn cái răng nó đắng lắm. Này ốc bùi vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thiếu nước à. Mình kết thúc video tại đây nha mọi người. Mọi người thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye mọi người.